Hello, what's up? Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với tựa game Huyền Thoại Lăng Lá ở server 105 cùng với nickname Dermer Gaming. Và chúng ta tiếp tục cuộc hành trình xây dựng tem Thanh Long này với mình anh em nhá. Nào, ngày hôm nay cái là phải phụ ngay anh em. Ngày thứ ba của núi rượu mộng. Đổi hạn giờ. Vâng ạ, tôi quyết định rồi anh em. Chúng ta sớm muộn thì cũng sẽ đổi được à không. Đúng không anh em? Việc đầu tiên cần làm đó là phải vào tổ chức anh em, xem anh em lì xì cái gì đã. Hốp chanh không chua tiếp xích mai lắc nick ở hit ít nhỉ anh em nhỉ, để anh em cho nhiều nhiều lắm quên mất anh em. Đầu tiên là chúng ta sang tuần mới rồi đúng không, chúng ta tâm nguyện lại danh sách sang tuần mới rồi, chúng ta tâm nguyện lại danh sách lưu và phũ luôn anh em nhỉ. Đúng không? Sang tuần mới cái là phải tâm nguyện ngay, chiến ngay anh em, chiến ngay anh em nhá. Tuần mới, ngày mới, tháng mới. Gala làng cát. Xả vẽ. Wow, ngon, cứ 10 lần nạo ra từng ép này thì ngon anh em. Đây là Skiba nhé. Skiba nhé. Đây là Kabuto. Có duyên với Orochi này các bạn. Bây giờ mình mới ra thằng Kabuto này các bạn. Đầu tuần xả trăm vé đây, khốc liệt. Wow, ra luôn đó. Ghê vậy. Ôi, lại ra thằng xúc sinh đạo. À đâu, Kabuzu ấy. Không phải xúc sinh đạo. Ê, thế mà không ra. À, mẹ nó ra hơi sớm anh em ạ. Mẹ mày. Xả luôn anh em, xả trăm vé luôn. Không phải nghĩ anh em nhá, xả tiếp luôn. Không phải nghĩ. Đầu tuần. Đầu ngày mới. Kitana. Xả đi anh em ơi. Chúng ta phải xả sự kiện rồi. Trước là không ra Dera trước đúng không? Đang cần để up Dera 5 sao. Kakuzu mình 5 sao rồi. Sai. Sai. Kiếm vé để mẹ xả đi nha. Kiếm vé ra Dera luôn anh em nhé. Kiếm vé. Kiếm vô nha. Kịp không đây, Karin. Thôi, là nốt đi, đầu tuần tâm nguyện ra hai con này. Mắc đều luôn nhỉ. Khỏe gì lại. Quả ưu đãi 65 rồi, mẹ nó không mua thì có lỗi thế nhỉ. Không mua thì có lỗi thế nhỉ. Nhất vĩ. Ôi trời ơi, lạnh lạnh rồi. Bà Chiro ơi, là bà Chiro Dera của tôi. Trời ơi, Dera của tôi. Bị lệch mất cái quả đấy rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi. Dera của tôi. Trời ơi, tính toán cho Dera rồi. Tính toán cho Dera rồi anh em mà thế nào thế này lại. Hỏng rồi, hỏng rồi. Này. Đúng bài là chuẩn bài là Dera 6 sao à 5 sao rồi anh em ạ. Chuẩn bài là chuẩn bài là mình tính cho ngày hôm nay Dera 5 sao. Ê, chứ lệ. Cày ghê ta. Cày ghê ta. Mọi thứ ấy, đúng kế hoạch rồi mà cuối cùng lại lách quả tâm nguyện như này. Bà Chiro ơi, bà Chiro.
Bà Chiro ơi, bà Chiro, bà ám hại con vậy, bà Chiro, bà lại ám quẻ con thế à bà Chiro? Bà ám quẻ con hơi kinh đấy nhá, bà Chiro đấy nhá. Bà làm con buồn đấy. Chứ gì bà đã ám quẻ con để làm con buồn đấy bà Chiro à. Mũi siêu bộ 150 lần này anh em này. Nghĩ lên được Deara rồi chứ lệ. Bây giờ thiếu ấy. Không ra Deara thì làm sao mà tăng sao được các bạn. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 120. Thiếu 100 mảnh. Cày thật. Thôi đổi vũ khí trước rồi. Kaguzu đã 5 sao rồi. Thì lá lại dí vào con Kaguzu các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không? Nó lại dí vào con Kaguzu ở đây nha các bạn. Cấp chiến hồn Kazu đạt 25. Cấp chiến hồn đạt 25 anh em ơi. Cái này sử thi 2 mới up được. Sử thi 1 còn chưa lên nữa. Giờ mới lên sử thi 2 anh em. Thế chứ lệ. Học bét anh em ạ. Học bét. Tất cả là tại bà Chiro. Bà Chiro đã phá hoại. Đã phá hoại giấc mơ lên 5 sao Deara của tôi. Buồn cho bà Chiro vậy. Thì luyện anh hùng đã vượt. Chỉ đã boss thì đã xong. Tất cả tại bà Chiro à. Thôi không đổi được thì tất cả là tại bà Chiro nhé anh em nhé. Nói chung là mở rừng trang bị 100 lần. Nói chung là X thì kiểu gì cũng đủ đấy các bạn. Đúng không? Vì hôm nay còn tận 4 ngày này. Dương trăm 100 lần. Đây, 10 chìa luôn các bạn. Mười chìa đây luôn. Bà Chiro phá hỏng giấc mơ mẹ Deara của tôi. Chiro phá hỏng giấc mơ Deara của tôi anh em nhé. Bình thường nó bán bao nhiêu vậy anh em? 400. Bình thường 680. Cái này bình thường 680 bán còn 400. Xúc. Ô, cái thìn. Ngon, đây rồi. Được một cái đỏ rồi anh em ơi. Được một cái đỏ rồi, cái đỏ này cứ từ từ đã. Nào, cái đỏ thay cho dần nhé anh em nhé. Lấy cái dần đỏ đi anh em ơi. Lấy cái dần đỏ nào. Ồ. Mão ấy. À, cái đấy không được chọn anh em. Cái đấy không được chọn. Không được chọn như vậy. Cái đấy lại không được chọn mới cay như vậy. Chiro đã phá hỏng giấc mơ mẹ. Bà Chiro ơi, bà Chiro, bà đã phá hỏng giấc mơ 5 sao của tôi như thế nào? Hơi buồn cho bà đấy nhá, tất cả tại bà đấy. À, shop hôm nay có shop ở đây nữa rồi. Hôm nay có shop ở đây nữa này. Đúng không? Ui, đá thức tỉnh này, mua vội. Đá thức tỉnh mua vội kìa mà. Đá thức tỉnh mua vội. Đâu nhỉ? Mình này à.
Kaoru có 15. Đầu tiên mua này trước đi các bạn. 4 năm là 20 mạch nữa. 17.000. À, hôm nay mình thức tỉnh vũ khí cho thằng này rồi đấy. Zuro. Hôm nay thức tỉnh vũ khí cho thằng Zuro anh em. Ở đây mua quả vũ khí cho thằng Zuro này anh em. 80 mạch, 80 mạch thì áp được lên 6 sao rồi. 80 mạch thì cũng không lên được. 80 mạch. 130 mà. Đây cần 200 chưa lên được 6 sao đâu ạ. Đúng không? Xúc cái này ạ. Xúc hồn vũ khí của thằng Zuro đó các bạn. Xong thì điểm này thì vẫn ok đấy các bạn. Xúc cái này đã anh em nhé. Xúc hồn vũ khí của thằng Zuro đã. Xúc cái hồn vũ khí của nó đã. Up hồn vũ khí. Thức tỉnh vũ khí của thằng này lên anh em nhé. Đây. Thức tỉnh lên này các bạn này. Đúng không? Thêm sát thương lan đằng sau 30% nữa. Thức tỉnh vũ khí cho Zuro nha anh em nhé. Rồi. Găng ngân chú. Găng ngân chú dành cho Zuro rồi. Hơi buồn đấy nhỉ. Hơi buồn đấy. Hôm nay tôi hơi buồn đấy. Lên level 47 anh em ơi. さっきまでの勢いはどうしたのかしら。 Lên level 47 thôi nào. Giặt dẻo hết rồi. Thanh niên đã phải nằm xuống rồi. Một thanh niên đã phải nằm xuống rồi. Đây, rút HP. Bảo một thanh niên đã phải nằm xuống rồi anh em ơi. Rồi, Zuro sắp nằm đến nơi rồi. Hỏng rồi.
rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi anh em ơi. Còn hai thằng đó. Karin như hồi máu nhỉ. Vẫn chỉ còn hai thằng nữa anh em ạ. Thôi sao. Thế là lại không vừa được ảnh 15 rồi. Nhích nhác thật sự anh em ơi. Nhích nhác thật sự nhá. Nhích nhác thật sự nhá. Rồi, lên level 47 anh em nhá. Mở cái tính năng huấn luyện này. Lên level 47 rồi. Mắc con mẹ tỷ lệ bạo luôn anh em ạ, sợ thật. Mắc luôn tỷ lệ bạo anh em ạ. Hết. Đấy, lên level 47 mở huấn luyện anh em nhé, nó sẽ đớp được cái mấy cái event này nữa anh em. Đớp được đúng chia này nhá. 6 chiếc hồn level 5. Đấy, lại thêm 10 cái chia nữa anh em ơi. Em xin. Em xin 10 cái chia nữa. Em xin 10 cái chia nữa. Em xin. Ui ôi, không được cái nào anh em. Em xin 10 cái chìa nữa. 100 lần. Trang bị 150 lần. Cái này chắc chắn là vẫn hoàn thành nhé các bạn. Cái đấy chắc chắn là vẫn hoàn thành nhé các bạn. Cái đấy thì vẫn hoàn thành nhé các bạn. Cái đấy thì vẫn hoàn thành thôi. Cái này cũng sẽ vẫn phải mua đây các bạn nhé. Level 47 đâu nhỉ? Up là con gì nhỉ? Con gì lên level 47 nhỉ? Ai? Đột phá Kaguzu nhé các bạn nhé. Lên level 47. Sự thi cộng 2. この俺の不運を恨むがいい。復讐の邪魔をするのならただ潰すだけだ。弱き者、かぐやの前に芸術に不発はねえんだよ。徹底的に潰してやるぜ。 Rồi, level 47 đấy.
hai con này rồi. Con này cần đột phá lên 48. Sao nó cứ kéo mấy con kia nhỉ? Con này 48. Con này 48. Bực nhè. Hai con 48 liền gần. Hai chú 48 liền cơ. Đây lại thiếu ít chứ lệ. Ừ, may quá mình vẫn chưa nhận thể lực ở ngoài sao. À, nhận mẹ nó rồi. Nhận mẹ nó rồi nha, 273 thừa nhé các bạn, nói chung là thừa rồi, thừa đấy các bạn. Đổi luôn mẹ hồn vũ khí cho đè là đấy các bạn, đổi tự chọn hồn vũ khí đấy. Hôm nay tôi chơi lớn luôn anh em nhỉ, đằng nào thì mình cũng sẽ sắm được thôi các bạn, đúng không? Hồn vũ khí Hanzo, Kaguzu hoặc Sasori hoặc đè là các bạn, dùng đúng nhỉ? Đất sét phát nổ đây các bạn, đúng không? Đè là xác nhận đất sét phát nổ. Đúng nó nhỉ? Ờ đúng anh em. Bản vẽ đất sét phát nổ. Boom! Boom! Chúc mừng bạn sở hữu bản vẽ đất sét phát nổ, nguyên liệu thức tỉnh vũ khí của Deara, tăng hiệu quả kỹ năng bí kíp của Deara các bạn. Rồi. Này thức tỉnh hai này, thức tỉnh hai này bí kíp đấy các bạn. Đây. Anh em nhìn nha, đúng không? Tăng 15% công và lực thổ. Đấy, thuộc tính hỏa đốt cháy 15% tỷ lệ gây bạo. Hồi HP cho toàn thể ninja đúng không anh em? Ở đây chỉ có hồi hoát thê cho ninja hàng sau thôi, nhưng mà đây toàn thể ninja luôn các bạn nhé. Hồi HP cho toàn thể ninja. Ơ, cái này không lên tí nào luôn anh em ạ. Này, 169,705, 169% cũng 705, đây cũng 169,705. Hiền đấy các bạn nhé. Mà cũng đáng anh em nè, đúng không? Cũng đáng. Cũng đáng anh em nè, cũng đáng thức tỉnh anh em. Sao nó cứ đẩy mấy con này lên trước nhỉ? Cái giá của nó chứ các bạn, 110k lực chiến, cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ nha. Hôm nay mình thức tỉnh vũ khí cho Deara này, thức tỉnh vũ khí cho Zuro này nha, hơi đáng tiếc này, hơi đáng tiếc một chút này nha, hơi đáng tiếc một chút thôi. Nói chung trong tuần này vẫn phải farm, vẫn phải farm đấy anh em. Mặt nạ phong độc này, cái này, cái này của Hanzo đấy các bạn. Mình cho này, con Hanzo ăn nhiều quá, nhìn cái mình biết luôn. Được, xong dừng, được việc gì đâu nhỉ.
trừ 5 con đầu mình ăn ra đi. Trừ 5 con đầu mình ăn ra. Mình vừa có quả bí kíp gì nhỉ? Mình vừa mở ra quả bí kíp gì nhỉ em nhỉ? Vừa mở ra quả bí kíp gì vậy nhỉ? 112 ca lực. Á, à, không bạo kích à? Có bạo kích không? Ờ kìa. Không thèm bạo kích à? Thèm bạo kích này nha. Ấy mẹ này. Lại phải chiêu mộ liên tội này nha. Chiêu mộ liên tội này nha. Vậy quyết tâm ra thằng Dara thôi gọi. Trong tuần này mình phải liếm thằng Dara đấy gọi. Gần up nó lên 5 sao. Ô, nó bị đóng. Tự nhiên nó bị đóng ứng dụng nhỉ. Trong tuần này bắt buộc phải lên 5 sao anh em nhé. Chuẩn bài lại. Không để lại đi đâu nữa. Không thể lệch đi đâu được anh em. Nào, triệu hồi. Và chiêu mộ chứ anh em. Chiêu mộ. Quá chiêu mộ thì cũng đã xúc rồi. Hai trăm năm mươi lần. Ấy. Sắp đủ vậy. Quả Dara nữa rồi. Chiêu mộ. À quên. À vừa chiêu mộ mẹ rồi. Vừa chiêu mộ mẹ rồi chứ anh ơi. Vừa chiêu mộ rồi. Chiêu tài 3 lần. Khắm lọ thật. Chiêu tài 12 lần. Khắm thế như lại. Lọ thật sự nha anh em. Lọ thật sự nha anh em. Trận chiến. Sổ thu thập. Zabuza. Zabuza. Gần mắt rồi này. Gần mắt này nha anh em nhé. À, thằng này đến xúc mảnh được. Xúc mảnh thằng này vẫn lo được nha anh em nhé. Mảnh chú đi anh lo được. Chú thì anh lo được. 7 mảnh thôi nè. 7 mảnh thôi nè.
Tao định để dành tao đổi mấy thằng kia ấy, nhưng mà vì mày ấy, tao phải hy sinh đấy nha mày. Zuro nha. Vì mày tao phải hy sinh đấy nha. Vì mày mà tao phải hy sinh đấy nha Zuro nha. Đột phá cho mày rồi đấy. Đột phá cho mày đấy, nhị môn rồi đấy. Đột phá cho mày tái bào báo xuất rồi đấy, nhị môn rồi đấy. Đừng làm tao thất vọng đấy nha. Đúng không? Mày đừng làm tao thất vọng ở trong mày đấu trường này nha. Nào. 114 à. Đấm mẹ thằng 119 rồi bây giờ. Đấm chưa anh em? 114 lại bảo không đấm được 119 để tôi thấy hơi lạ. Thấy hơi lạ anh em lại khinh 119 rồi không khinh 114 của tôi quá. Đấy là Naruto tiên nhân à. Naruto tiên nhân à. Mày láo à. Láo à. Láo tới ta. Này. Lại với tay trái chỉ trăng đâu. Tay trái chỉ trăng của anh đâu. Ô tay trái chỉ trăng đâu à Sasuke. Ai, Sasuke không kịp tay trái chỉ trăng rồi. Sasuke không kịp tay trái chỉ trăng rồi. Anh em lại khinh 114 của tôi. 114 của tôi thì nó lực lắm anh em. Đấy là mẹ tôi còn mít đè ra 5 sao anh em. Tôi mà có đè ra 5 sao thì có thể xác định. Tôi còn mít để mít tâm nguyện chứ không thì mọi thứ nó an bài lắm rồi đấy, đúng không? Không giờ này an bài lắm rồi anh em nhé. Mít mất quả tâm nguyện rồi. Mít mất quả tâm nguyện đè ra lên 5 sao của tôi tính là ngày hôm nay vừa đè ra 5 sao, vừa đè ra thức tỉnh vũ khí cơ. Rồi, vừa đè ra nọ, vừa đè ra kia cơ. Hơi đáng tiếc. Em hiểu sell này, nghe chừng là không ăn được. Xem là 48 5 số 5. Khó rồi. 114 mẹ chơi bọn này hơi khoai rồi. Ơi chít cường này thì chơi được đấy các bạn. Chít cường này chơi được đấy các bạn. Ôi ôi không chơi được à. Thế nhưng chít cường này không chơi được à. Mày lại chặn nhưng mà. Đúng rồi mà. À là một trận trả thù anh em chít cường này nào các bạn. Kịp tay trái chỉ trăng à. Đấm mình trước rồi. Ê, mẹ Zuro mình ngất luôn nữa. Kinh vậy. Mẹ nó combo truy kích mà Zuro mình ngất luôn nữa. Sợ mẹ. Combo truy kích mà Zuro của mình ngất luôn rồi. Hay quá nhỉ, có quả phong ấn chắc là nhỉ. Vẫn thua rồi. Vẫn thua nhỉ. Mẹ mày.
5 sao thì câu chuyện nó lại khác đấy nhiều. Để 5 sao thì câu chuyện nó lại khác đấy. Nhưng không. Yeah. Anh em nhìn thấy không? Vượt lực khiêu chiến đấy anh em. Vượt lực khiêu chiến đấy anh em nhá. Vẫn đập được rồi anh em. Anh em thấy không? Vẫn đập được. Vẫn đập được. Không gì là không đập được anh em nhá. Clip này mình xin phép tạm dừng đây rồi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. Siêu ghen và thank you. Uy tín chưa anh em ơi? Uy tín đấy. Uy tín đấy.